Chương trình thành công và các bạn hôm nay đóng một chữ phỏ về nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe sinh sản của người thanh niên. Chúng em đến tổ lớp 9B, trong đó Huy và Nghĩa, Thái và Trang, Ngọc người yêu mới của Nghĩa, Linh bác sĩ, Thanh bạn của Trang, Bảo với bố, Huệ ba mẹ, Quỳnh dẫn chuyện. Còn trình diễn của chúng em xin được phép bắt đầu. Nghĩa và Trang là đôi bạn cùng lớp. Hai người đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu, tình cảm của đôi bạn trẻ rất trong sáng, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, giúp nhau làm bài hay cùng nhau học bài. Em này, ước mơ sau này của em là gì? Em á, em muốn làm cô giáo chứ phải dài như cô giáo trường mà đây nè. Còn anh muốn làm một kỹ sư thật tài giỏi để có thể sử dụng công nghệ to để làm kỹ sư thật tài. Vâng. Và thứ là hai bạn nhỏ đắm say trong tình yêu, quan tâm nhau mọi ngày. Mỗi ngày lễ là cơ hội để bạn trai thể hiện tình yêu của mình bằng những bó hoa như thắm, làm bạn gái dành tin tưởng vào tình yêu mà bạn trai dành cho mình. Em đợi một xíu nhé, hôm nay anh có quà tặng cho em. Vâng, anh đi nhà rồi về nhé. Anh có đóa hoa tặng cho em. Ôi, đóa hoa gì vậy? Hôm nay là ngày giỗ của nội của anh. Thành công là phải tiết tặng em. Ôi, nhìn ngon quá, em cảm ơn anh. Nhưng sự trong sáng đó chỉ diễn ra trong một thời gian đầu. Sau đó, Nghĩa liên tục đòi hỏi Trang phải yêu hết mình. Thế mới chứng tỏ được sự yêu của Trang và con Nghĩa. Một hôm, khi Trang và Nghĩa đang đi trên đường thì trời bỗng đổ cơn mưa. Ơi, mưa mất rồi. À, bên kia thấy một cái nhà nghỉ, hai hai mình vào đó chứ mưa tặng đến. Này, nếu em có yêu anh không đấy, em không tin tưởng anh chứ gì. Thôi, anh đi tắm mưa một mình đây. Nhưng mà em sợ lắm. Mình chỉ vừa đó chứ mưa một lát thôi mẹ. Thôi được rồi, em về được chưa? Sau một hồi giằng co, Nghĩa thắc phục được Trang nghe theo lời Nghĩa và đi vào cùng anh. Chúng ta chỉ làm một lần thôi mẹ, em yên tâm đi, có gì anh chịu trách nhiệm cho. Nhưng mà... Không như gì hết, lên xe anh chở em về nhà. Vâng. 4 tuần từ cái ngày định mệnh ấy, Trang cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình. Trang liên tục bị buồn nôn và mệt mỏi, nhưng cô cho rằng mình không ăn uống điều độ và thường xuyên thức khuya. Trang ơi, dạo này mình thấy cậu cứ mệt mỏi, xanh xao thế nào ấy. Có gì cậu bảo tớ, tớ sẽ giúp cậu. Linh ơi, dạo này tớ cứ bị đau đầu và buồn nôn ấy.
chắc là cậu bị rối loạn tiêu hóa rồi. Chỉnh lại chế độ ăn uống là ổn ngay thôi mà. À, mày cậu với người yêu có tiến triển gì không? Đó. Sao cậu? Cái gì? Đừng nói là hai cậu đi quấy cái hẹn rồi á. Nào, nó biết thôi, em nhiều người lắm. Trời ơi, Trang ơi là Trang. Sao cậu dạy dỗ thế? Bây giờ mà... Đó, cậu biết mà làm sao bây giờ nữa, lên nào. Thôi được rồi, tới nó học xong, cậu ra hiệu thuốc, cô Quyên thử thai nhé. Bây giờ mình tập trung vào việc học trước đã. Sau buổi học ngày hôm đó, Trang vội vẻ chạy ra hiệu thuốc Ngu Quy thử thai. Cậu ơi! Chịu đợi một xíu nhé, anh có điện thoại. Con treo lại gọi anh nè, không phải anh nói anh chia tay nó rồi sao? Thôi, em biết anh buồn cho. Nhanh lên nhé. Alo, cái gì cơ? Em nói nhanh lên, giờ anh em bận lắm. Anh ơi, em... Em sao? Em có thai rồi. Cái gì? Chúng ta chỉ là một lần thôi mẹ. Em có chắc không đấy? Chắc chứ, em thử vì thứ thai rồi anh nè. Thôi, giờ anh bận lắm. Ơ anh Nghĩa, đây là ai? Ê, thôi. Trang nè, nhìn bộ dạng như thế này trong người có đủ 20 ngàn không? Nhưng tôi có trái tim, còn con cái gì? Trái tim lẽ cái gì ơi? Tôi có tiền nhỏ hay tên ly, kìa, cô có không? Nhưng tiền của con không thể nào mua được hạnh phúc của tôi và anh Nghĩa được. Cô đúng lẹ đồ, Kelly. Thôi, xin hai người đấy, Trang, im về nhà đi. Ờ, im về nhà đi. Đi thôi anh, chở nó đi. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Ngày hôm sau, Trang gọi điện cho Nghĩa nhưng điện thoại thuê bao. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quá thất vọng về hành động của Nghĩa, Trang bật khóc và cô cũng hối hận về hành động dại dột và quá tin tưởng Nghĩa sẽ chịu trách nhiệm với mình. Về tới nhà, Trang tìm bố mẹ, gặp bố đi nhậu về. Bố ơi, cái gì? Mẹ đâu mà thầy bố? Mẹ mày đánh bại con gì mà tám, tao không thấy mặt từ sáng giờ. Bực cái mình, vợ với trẻ con, nhà thì bực bội rồi. Trẻ ai không tâm ai, thiết cùng ghê cái nhà không nó. Vừa lúc đó, mẹ về. Hả? Ê, ông nói cái gì? Ai mới là người thương tâm với gia đình? Ông gì là ông xem, ông suốt ngày say xỉn, ông lo được gia đình. Còn mày, mày đâu sáng giờ, cô dám gọi điện mắng bố tao mà chống học, mày đâu? Vậy con có thai rồi. Cái gì? Thai là sao? Mới lớp 9 đã sao có thai? Chắc con thử quyền thứ thai rồi mẹ. Trời ơi, con ơi là con. Bố mẹ dạy con học thế nào mà con làm gì đó con? Mẹ giúp làm. Thảo được tụi con thử. Cái nào quyền thứ thai bị hơn được không mẹ? Thôi được rồi, để ngày mai bố mẹ dắt con đi bác sĩ để chắc chắn hơn. Vâng. Ui, để tối cắt bò luôn. Bác sĩ ơi, kiểm tra hộ cháu cái bụng với ạ. Cháu ngồi xuống đây bác kiểm tra. Cháu bị sao? Bác ơi, cháu hình như kết thai rồi bác ạ. Thôi cháu bác kiểm tra xem. Theo kết quả của siêu âm thì cháu đã có thai được 4 tuần tuổi. Trời ơi, bây giờ cái bụng như thế này phải làm sao á con? Bác bình tĩnh, chúng ta cùng ngồi xuống giải quyết. Bây giờ cháu mới học lớp 9, phá được không á bác sĩ? Nếu bây giờ mà phá sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe và tương lai của em sau này. Đây là việc quan trọng, tôi nghĩ gia đình nên cần thêm xét kỹ. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, thôi mình về thôi con. Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi thì ăn nhậu suốt ngày, còn mày thì cờ mẹ. Phải chơi được mấy năm con sống.
thôi thì mọi chuyện sẽ không thể yên như thế này. Không gì cần cãi nhau nữa, tất cả là do con không làm thằng mẹ yêu sớm nên mọi chuyện mới thành như thế này. Bây giờ cũng hơi hỏng quét. Các bạn học sinh thân mến, để quan hệ tình dục về phế thai ở tuổi vị thành niên thì đây là rất nhiều hậu quả xấu như tắc vòi trứng, viêm nhiễm trùng máu, có thể vô sinh, thậm chí tử vong. Vì vậy, còn đang là lứa tuổi học sinh, các bạn không nên yêu sớm, tập trung học tập, nghe theo lời thầy cô, cha mẹ để có một tương lai tốt hơn, không xảy ra hậu quả đáng tiếc như tình huống vừa qua. Các bạn học sinh, chúng ta cần phải tự bảo vệ sức khỏe của chính mình với sự hiểu biết đầy đủ về sức khỏe sinh sản của vị thành niên. Sức khỏe tốt là hành trang để chúng ta vững tin bước vào tương lai. Chúng em muốn gửi đến thông điệp sức khỏe